Xin chào các bạn, ngày hôm nay ở trong phần video này, chị rất là muốn có thể chia sẻ câu chuyện của mình cùng với các bạn. Tại vì là cũng có rất là nhiều bạn hỏi chị là chị ơi, tại sao chị lại học giỏi môn văn thế? Chị có bí quyết gì để học giỏi môn văn không? Và câu chuyện của chị đến với việc dạy văn là như thế nào? Rồi đến với việc là học tốt môn văn là như thế nào? Thì ngày hôm nay ở trong phần clip này, chị rất là muốn có thể chia sẻ cùng với các em về câu chuyện thần kỳ mà chị đã xảy ra đối với môn văn, chị đã có được đối với môn văn. Câu chuyện được kể lại siêu ngắn gọn như thế này. Đó chính là vào hồi... tức là khi mà chị học tiểu học ấy, thì chị cũng đã có những cái bước nền tảng sẵn rồi. Tại vì chữ chị cũng khá là đẹp. Trong thời gian đấy thì chị cũng có kiểu được đi thi chữ viết đẹp các kiểu này kia ấy. Đấy. Thì xong thì mọi người cũng nghĩ là kiểu viết chữ đẹp thì sẽ viết văn hay. Mà chị cũng không hiểu tại sao là trong cái thời điểm đấy là chị cũng viết văn. Nói chung là hồi học tiểu học thì chị cũng học khá là giỏi đi, được không? Nhá. Đấy là kiểu tự kiêu một tí cho bản thân mình, tự hào một tí. Sau đó thì lên cấp 2 thì lúc đấy kiểu mình vẫn học nghiêng về toán ấy. Nhưng mà thật ra là cũng không hiểu tại sao, nhưng mà mình vẫn học văn. Tức là mình vẫn có cái năng khiếu về môn văn. Thì trong suốt lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì phải. Thì là hình như là mình đều đi thi học sinh giỏi môn văn. Thì ngày đấy là có thi học sinh giỏi cấp trường đấy. Thì cũng có năm được giải, nhưng mà hình như là năm nào cũng được giải cấp trường thì phải. Nếu mà chị nhớ không nhầm. Kiểu không giải khuyến khích thì giải 3, không giải 3 thì giải nhì. Nhưng mà chưa bao giờ được giải nhất cả. Thì đến năm lớp 9 chị có thi vào, tức là ở các cái trường ở huyện ấy thì sẽ được thi lên đội tuyển kiểu học trên trường chuyên để đi thi tỉnh. Bởi vì là trường xã thì sẽ lên trường huyện để học, và các huyện sẽ gọi là thi đấu với nhau. Thì năm đấy chị cũng đi thi. Năm đấy chị cũng đi thi thì chị mới đi thi hai cái môn. Một là môn lý và hai là môn văn. Hai môn này như không liên quan gì với nhau, đúng không? Đấy. Nhưng mà thật ra là ngày đấy thì cô giáo chị dồn rất là nhiều công sức cho chị luôn ấy. Ở trong môn lý thì dồn rất là nhiều công sức cho chị. Đấy, thì chị cũng cố gắng học hành cho đâu ra đấy. Nhưng mà đợt đấy hình như chị thiếu không phải mấy điểm ta. Chị cũng không nhớ rõ đâu, nhưng mà hình như chị thấy chị thiếu kiểu không phải mấy điểm ấy. Thì là chị sẽ kiểu được vào đội tuyển lý ấy, kiểu như vậy. Thế là chị kiểu hôm đến môn văn thì chị kiểu chỉ gọi là đi thi cho có thôi. Tại kiểu thầy chị cũng muốn là chị đi thi ấy. Thế là chị có đi thi. Nhưng mà đi thi xong thì các em biết như nào. Đến lúc mà kiểu công bố ấy, thì chị không bao giờ có thể nghĩ được là mình lại có thể được điểm cao đến như thế ấy. Kiểu không nghĩ được luôn ấy. Chị được mấy nhá? 6,75 thì phải. Nhưng mà cái người cao điểm nhất là chị được có 7 điểm thôi. Vậy là chị xếp thứ 2 luôn trong cái lần tuyển chọn đấy. Thế là những cái tháng này bắt đầu, chị bắt đầu đi học. Vừa đi học trên trường này, song song với việc là phải đi lên trường chuyên ở trên huyện để học này. Nói chung thì quãng đường cũng khá là xa, nhưng mà ngày đấy thì kiểu chị thân hình bé nhỏ, bố mẹ chị không yên tâm để chị đi học, thế là bố mẹ chị hay chở chị đi. Nhưng mà về sau thì cũng có hôm chị đi xe đạp, nhưng mà đa số là bố mẹ chị chở chị đi, bởi vì quãng đường nó cũng phải rơi vào tầm độ 5 cây, 5 6 cây gì đấy. Đấy. Thì là đi học. Thì lúc đấy cũng kiểu ở lớp mình cũng có một bạn học đội tuyển địa, một bạn học đội tuyển sinh, thì là cũng đi học cùng với nhau. Đấy. Nhưng mà xong thì sao? Xong thì hai đứa nó nghỉ luôn. Để còn lại một mình chị thôi. Một mình chị đơn phương, một mình chị tiếp tục học hành. Và sau đấy thì chị đã kiểu là trong đội tuyển 15 người thì sẽ lựa chọn 10 người đi thi. Đấy. Thì nói chung những cái đợt khảo sát thì điểm chị không cao. Toàn kiểu 5 điểm rưỡi này, 5,75 này, kiểu kiểu vậy. Đấy, nhưng mà không ngờ là khi cộng tất cả mọi thứ vào thì chị lại xếp thứ 8 hay là thứ 9 gì đấy. Có nghĩa là chị vẫn trong 10 người được đi thi các em nhá. Đấy, may mắn là như vậy. Nhiều khi chị cảm thấy kiểu bản thân mình rất là may mắn luôn ấy. Thì may mắn là như thế, chị cũng được đi thi. Thì sau đấy thì chị đi thi. Kiểu hôm đấy bố chị đưa đi thi này, chị cũng rất là bình thản đi vào. Chị ngồi, chị nhìn đề, chị thi. Chị nhớ năm đấy thi vào bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Thế chị cũng viết thôi. Viết xong, chị bình thản nộp bài rồi đi ra ngoài. Thế bố chị có hỏi là tại sao lại ra sớm thế? Kiểu ý là tại sao lại ra trước ra nhanh thế? Thì chị bảo là tại vì con viết xong rồi nên là đi về thôi. Thế là đi về thì thầy giáo chị ấy, nhìn đề của tỉnh ấy. Bởi vì trường chị ngày xưa thì rất là ít học sinh được đi thi tỉnh. Thì thầy chị mới nhìn đề, thầy chị bảo thôi không sao em ạ. Tại vì là kiểu đề thi của tỉnh nên là nó cũng sẽ khó hơn. Đấy.
Thì kiểu chị cũng bình thường thôi, tại vì chị nghĩ là kiểu cũng bình thường á. Bởi vì được đi thi là vui rồi, bố mẹ chị lúc nào bảo chị là kiểu được đi thi là vui rồi. Sau đấy thì bắt đầu là kiểu chờ đợi hy vọng, nhưng thật ra cũng không hy vọng lắm, tại vì nghĩ mình cũng chắc cũng không có giải đâu. Nhưng mà không ngờ được rằng là vào một cái ngày đẹp trời, là hôm đấy chị đi học môn văn, học thêm ở nhà thầy, thì thầy lại nói với chị là chúc mừng chị. Thế chị bảo là chúc mừng gì hả thầy, sao thầy chúc mừng em? Thế thầy bảo là, thầy mới bảo là chúc mừng em nhé, kiểu được giải nhì văn tỉnh rồi ấy. Trời ơi, em hiểu cái cảm giác của chị lúc đấy không? Kiểu chị không thể nào mà chị tin được là chị lại được giải nhì tỉnh ấy. Mà năm đấy hình như là tỉnh chị là không có giải nhất môn văn, và chị được giải nhì tỉnh. Kiểu một cảm giác kiểu khủng khiếp ấy. Thật sự ấy, đối với chị trong 9 năm học hành thì đấy là cái cảm giác khủng khiếp nhất mà chị từng trải qua. Kiểu sung sướng lắm. Chị về chị kể, lúc đấy hôm đấy chị đi học về muộn, 9 giờ chị mới về. Và chị về chị kể, và mẹ chị còn kiểu khóc luôn ấy. Kiểu cảm thấy vui quá, kiểu cảm thấy tự hào với con gái quá ấy. Mặc dù là chị thấy chị cũng không học, chị cũng học văn kiểu bình thường ấy, kiểu vậy. Chị nghĩ là may mắn. Nhưng mà sau đó thì tiếp tục nhá, cái chặng hành trình ngoạn mục của chị là lớp 12. Thì thật ra là lớp 12 thì chị cũng chỉ học một cái lớp A bình thường thôi, tức là ban đầu chị định thi khối A cơ. Nhưng mà về sau chị đã có một cái cuộc chuyển đột ngột, chuyển sang một cái ban cực kỳ khác luôn. Và lên lớp 12 thì chị cũng bắt đầu học văn, thì là bắt đầu đi cũng cũng gọi là trường chị cũng tổ chức là kiểu chọn những cái người tốt để vào đội tuyển ấy, thì chị cũng vào đội tuyển. Chị cũng thi. Thế là chị cũng lại được vào đội tuyển luôn em ạ. Kiểu chị không thể tin được là chị lại kiểu tiếp tục được vào đội tuyển đấy. Đấy, lần này vào đội tuyển thì chị không hiểu tại sao mà. Trời ơi, đi học mà nói chuyện nhiều kinh khủng. Và thêm một cái nữa là chị cũng không thể hiểu tại sao là chị lại có thể gọi là những cái lần mà khảo sát điểm của chị lại cao đến như thế ấy. Đấy, kiểu chị không 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 hiểu chuyện gì xảy ra luôn á. Thế xong đến lúc đi thi nhá, hôm đấy chị nhớ là vào thi vào bài Việt Bắc đó. Thì vào bài Việt Bắc đấy thì chị cũng làm rất là bình thường thôi, chị làm như mọi khi thôi. Chị vẫn còn nhớ là cái câu nghị luận xã hội của chị là điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với bạn, mà là cách bạn đối diện với nó như thế nào đấy. Chị vẫn còn nhớ y nguyên cái câu nghị luận xã hội là như thế luôn đấy. Đấy, còn đâu cái câu Việt Bắc là tính dân tộc đấy, thì chị cũng làm, chị cũng viết viết viết. Hôm đấy đi thi nhá, oai hoành tráng cực, kiểu trường chị ấy còn tổ chức cho kiểu học sinh kiểu một cái xe ô tô để cả một đoàn đi thi học sinh giỏi luôn đấy, kiểu phê cực luôn, kiểu sướng ấy. Mà trước khi đi thi là đã được kiểu thầy cô động viên ấy. Mà lớp chị năm đấy thầy giáo chị bảo là chỉ cần được đi thi tỉnh thôi là cho mỗi đứa kiểu 200.000 hay sao ấy. Mà kiểu thời của chị ấy 200.000 kiểu to lắm luôn đấy. Thế là vui, vui lắm, kiểu vui mà kiểu tự hào ấy, kiểu được đi thi ấy. Nhưng mà nói chung là kiểu thời điểm đấy thì cô giáo chị cũng kỳ vọng ở chị nhiều nữa, nên là chị cũng thi, cũng học hành cho nó cẩn thận, đâu vào đấy thì cũng đi thi. Thì vào bài Việt Bắc cũng viết nhá. Thế xong đến lúc mà kiểu về ấy, về thì mới về thì kiểu như là kiểu chờ đợi ấy. Thì trong cái thời gian chờ đợi cũng có gọi điện cho cô, tại vì cô thì không dạy văn lớp chị đâu, cô chỉ dạy đội tuyển thôi. Thì cũng gọi điện cho cô bảo là cô ơi em xin lỗi cô, tại vì là em cảm thấy là cái bài làm của em chưa được tốt lắm ấy, nên là em rất là xin lỗi cô, bởi vì em sợ rằng là cái sự kỳ vọng của cô và em thì em sẽ làm cô thất vọng ấy. Đấy, kiểu cũng xin lỗi như thế, kiểu mình cũng cảm thấy áy náy, tại vì chị cũng cảm giác không yên tâm về bài viết của mình lắm đấy. Thì đến lúc mà biết giải thì phải, thì hôm đấy cũng nghe loáng thoáng ở trường là trường mình là có một giải nhất đấy, thì cũng không biết là giải nhất gì, nhưng mà về sau lại nghe loáng thoáng kiểu mấy đứa bạn lớp chị cứ trêu chị bảo là giải nhất môn văn mà lại chị được giải nhất. Nhưng kiểu chị không tin ấy, tại vì lúc đấy lớp chị có hai bạn được đi thi tỉnh cơ, môn văn cơ, thì chị nghĩ là kiểu bạn kia sẽ học chắc hơn chị ấy, chứ không phải là chị đâu đấy, chị nghĩ như thế. Xong rồi thì hôm đấy kiểu buổi chiều tối, mà ngày đấy thì nhà chị vẫn dùng điện thoại bàn, kiểu cô cũng có số điện thoại bàn của chị ấy. Thì là bắt đầu cô mới gọi, thì chị cũng nghi là cô gọi rồi, bởi vì bảo là chiều hôm đấy là sẽ biết biết là giải, công bố các giải. Ôi trời ơi, em có biết không, chị cầm cái điện thoại bàn lên như này nhá, mà chị biết là số của cô giáo chị cứ run như thế. Chị kiểu lúc đấy kiểu phải chị phải hít một hơi thật là sâu luôn ấy, tại vì chị sợ là kiểu mình sẽ sốc ấy, mình sẽ buồn, mình sẽ khóc ấy, tại vì chị thì cũng kiểu nhạy cảm. Thế xong kiểu run run cầm lên này, alo ạ, alo ạ, kiểu vậy. Trời ơi. Xong cô giáo cô mới bảo chị là chúc mừng nhá, được giải nhất rồi nhá.
Trời ơi. Em ơi. Kiểu lúc đấy á, kiểu chị xúc động kinh khủng luôn ấy. Trời ơi. Kiểu chị còn hỏi lại cô là cô ơi, thật hả cô? Kiểu kiểu chị cứ hỏi kiểu thế, cô ơi thật hả cô? Kiểu 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 vậy. Nhưng mà kiểu nó rất rất là xúc động và kiểu cực kỳ là bất ngờ luôn. Chị không bao giờ có thể nghĩ được là cuộc đời của chị lại có thể được giải nhất môn văn cấp tỉnh các em ạ. Đối với chị thực sự đấy là một cái sự xa xỉ luôn, bởi vì từ trước đến giờ chị ít khi dẫn đầu, chị chỉ hay bị dừng lại vị trí thứ hai thôi. Chị ít khi dẫn đầu lắm mà kiểu á, kiểu chị kiểu vui ấy, xúc động kinh khủng luôn đấy. Thật ra là mình vui bởi vì bản thân mình cũng có một cái thành tựu lớn, và vui thứ hai là bởi vì là cái sự tin tưởng của cô ấy và những cái gì mà cô đã làm cho chị, đấy là những cái thứ mà chị sẽ rất 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 là ghi nhớ thực sự luôn đấy. Thì từ đấy ấy, kiểu tự nhiên chị lại trở nên nổi tiếng á, kiểu mọi người nghĩ là chị học giỏi văn lắm, học đỉnh lắm kiểu vậy thì mới có thể giành được giải nhất tỉnh như thế chứ đấy. Kiểu mọi người ấn định luôn cho chị là chị học rất là giỏi văn đấy kiểu thế đấy. Nhưng mà nói chung là cuộc sống mà đúng không, khi mà người ta nghĩ bản thân mình làm tốt việc gì rồi thì thay vì việc mình cứ kiểu như là mình nghĩ là thôi cho người ta thích nghĩ như thế nào thì nghĩ, thì bản thân chị lại có suy nghĩ khác. Chị lại nghĩ rằng là mình cần phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu ấy. Tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu, và để chứng tỏ rằng điều mà mọi người tin tưởng là đúng. Thế nên là chị đã lựa chọn môn văn để làm con đường mình đi, sau khi mà đã có một khoảng thời gian dài chị đi làm ở công ty, làm về truyền thông. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chị lại đang làm về văn. Chị cảm thấy hành trình mà chị đến với môn văn là một cái hành trình nó rất là kỳ diệu, vì có những cái cung bậc cảm xúc mà chị đã trải qua, có những cái câu chuyện mà chị đã trải qua, và đối với chị tin đó là một cái điều kỳ diệu mà Thượng Đế đã dành riêng cho chị. Nên là chị rất là tin vào con đường mình đang đi. Chị biết là các bạn đang ngồi xem video này, các em cũng sẽ có những cái sự lựa chọn của mình sau này khi đứng trước giữa những cái ngã ba. Và chị tin rằng là nếu như mà khi mà các bạn quyết tâm làm một điều gì đó bằng niềm đam mê, bằng cái sự say sưa của mình, thì chắc chắn là các bạn sẽ giành được thành công. Chắc chắn là như vậy. Và chị mong là các bạn sẽ tin tưởng vào việc mà các bạn lựa chọn. Giống như chị ấy, thật ra nói là may mắn, nhưng chị nghĩ là bản thân mình cũng đã nỗ lực, và chính cái sự nỗ lực đó đã giúp cho bản thân của chị có được thành công. Và chị không bao giờ cảm thấy hối tiếc về những điều mình đã làm cả. Những gì mà mình đã sai, những gì mà mình làm chưa được, những gì mà mình thất bại sẽ chỉ là cái bài học để mình cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn thật nhiều hơn nữa trong chặng đường phía trước thôi. Thế nên là chị mong rằng các bạn cũng sẽ có một con đường thật kỳ diệu, các bạn cũng sẽ có một đam mê thật là kỳ diệu, và những điều kỳ diệu cũng sẽ đến với các bạn. Và nếu như mà cảm thấy câu chuyện chị vừa kể có ý nghĩa đối với các bạn thì hãy comment, hãy chia sẻ những cái mà các bạn muốn chị review thêm, muốn chị nói thêm, muốn chị kể thêm, muốn chị giải bày thêm, chia sẻ thêm những cái chủ đề thú vị ở dưới phần, và bằng cách là comment dưới audio này, dưới video này nhá. Và đừng quên là like và subscribe kênh Học Văn Chị Hiên để nhận thêm những cái video clip thật là thú vị nhá. Cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã ở đây để nghe chị tâm sự, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye!